Hello, xin chào tất cả các em. Trong video này thầy sẽ sửa chapter thơ số 73 từ trên lớp 12. Thầy bắt đầu nha các em. Câu số 1, người ta hỏi em thu gọn nước này thì các em đổi cái căn A này ra, A mũ 1 phần 2 nè. Còn A căn ngoài 2 của A mũ 3 là A mũ 3 phần 2. Chia cho A mũ 4 phần 3 thì nó sẽ bằng A mũ 1 phần 2 chia 3 phần 2 chia 4 phần 3 và nó bằng 1 phần 2 chia 3 phần 2 chia 4 phần 3 ra chia 7 phần 3. Không có đáp án ta. À, cái này cộng cộng mới đúng không? Đây là 2 phần 3 cái này là câu B. Rồi, câu số 2 tâm đối xứng câu hỷ là chính là giao nhau hai tiệm cận là x bằng 2, y bằng chữ 1. Cho nên là câu C. Câu số 3. Câu này các em không cần giải, nghịch biến nhân g ở đầu biến. À, nghịch biến nhân g là sai rồi, cái này bị chặn. Cái này nghịch biến cho nên hiệu chữ 1 là sai luôn. Em lấy đạo hàm lại ra dương đúng không? Đạo hàm dương thì đáp án là câu câu B, câu D đều đúng. Theo thầy là đáp án câu B, câu D đều đúng. X khác trừ 1 mà. Cho nên cả hai mệnh đề đều đúng chứ. Hàm số đồng biến cho tập xác định của nó. Với hàm số đồng biến trên trừ vô cùng tới trừ 1 và trừ 1 cộng vô cùng. Hai đều đúng. Cho nên con này sai đề. Sai đề. Câu 3 B D đều đúng ha. Thầy sẽ đánh câu B nha. Thầy sẽ đánh câu B. Mấy em nhớ coi video của em fix lại nha. Câu lập M. Này là mu 3 trừ 3 x bình bằng M. Vẽ cái này ra. Thầy làm biến là 7 biến thiên quá. Thầy làm biến là 7 biến thiên quá, thầy chơi gian nha. X mu 3 trừ 3 x bình. Nó sẽ đi từ trừ 4 đến 0 đi. Trừ 4 đến 0. Câu 5 là B mũ 3 cộng 8A bằng 0 nha. B mũ 3 là trừ M mũ 3 nè. Cộng 8 bằng 0. Thì là M bằng 2. Câu D. Câu số 6 này thì nó cho chấp tay trước rồi. Câu này các em sẽ làm như thế này nè. Cái này mình tử ra. Xong cái này cũng là Fx nhân cho Fx trừ 2 đúng không? Rồi em đi giải cái phương trình này ra. Cho phương trình này bằng 0 nè. Ở trên em cứ giữ nguyên đi. Cho em cứ giữ nguyên. Rồi bây giờ cắt ngay số 0. Fx bằng 0 nè. Nó sẽ có hai nghiệm. Fx bằng 0 và Fx bằng 2 đúng không? Fx bằng 0 nó sẽ có hai nghiệm. Một nghiệm là kép là 1. Còn một nghiệm đơn là trừ 2. Thì cái này là x cộng 2. Thì x trừ 1 các cho mình. Fx bằng 2 là 3 nghiệm. 3 nghiệm này đơn hết nha. 3 nghiệm này đơn hết. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ có nghiệm là 0. Vậy là cái này thì để là trừ 0,5 nha. Như là x cộng 0,5 nhân x nè. Này là x nè. Còn này là 2 đi. Vậy là nhân x trừ 2. Rồi mình đơn giản mình coi nó còn là cái gì. X với x mất rồi nè. X trừ 1 tất cả bình, x trừ 1 trên là mất, còn x trừ 1 thôi. Cái này là còn 1 phần x cộng 2 nhân x trừ 1 nhân x cộng 0,5 nhân x trừ 2. Cho nên tổng cộng nó còn 4 đường tiệm cận đứng nha. Câu số 7, số mặt đối xứng có tới dựng đều là 6 mặt. Thể tích cơ hợp là 3 kích thước nhân lại là câu A. Khối là phương có thể tích bằng 3 thì độ dày đường chuyển là mấy? Thể tích bằng 1 á thì suy ra cạnh là bằng 1. Mà cạnh bằng 1 thì đường chéo là căn 3. Câu A. Đường chéo của là phương bằng cạnh nhân căn 3. Câu số 10 nè. Câu 10 cũng cạnh bằng trụ đứng. Vậy anh trụ đứng đi.
ABC. A phẩy, B phẩy, C phẩy. Đấy là tam giác vuông tại C, góc ABC là 60. BC bằng 1. Tức là này kia tìm chiều cao thôi. Góc ABC là 60 nè. Tam giác này vuông tại C nè. Vậy em tính AB vào mặt đi. AB là bằng BC nhân tăng 60. Là bằng căn 3. AB là căn 3 thì suy ra AC là 2 luôn đi. Cái này là sao nói? Nó nói đường chéo AB phải AB phải tạo với đáy này một góc 30. AB phải là đường này. Tạo với đáy BC sẽ phải phải một góc 30. Như vậy là phải xài nguyên tắc một trời. Đây sẽ giải nha. Đây là AB phải, AC phải, AB phải. Từ A mà em dựng vuông góc xuống đây đó, nó phải là điểm. À, chết mồ rồi, thì lộn rồi. Tam giác này vuông tại C chứ. À, vậy thôi mình đổi ra đi. Đấy, mình vuông tại C thì để tại C đi. Ôi thôi, nếu mà đổi gì thì sai, nó vuông đây nha. Cổ này góc này mới là 60 nè. Như vậy tính sai hết trơn. Tính lại này cái. Thầy sẽ có góc này vuông đúng không? Đây là B. Như vậy là cạnh BC cũng là cạnh góc vuông. Còn AC là cạnh đối, em sẽ có AC bằng BC nhân tăng 60 là bằng căn 3. AC là căn 3, AB là bằng 2 đó. Cũng vậy thôi. Rồi từ A mà em dựng vuông góc xuống BC sẽ phải phải nó phải là vuông tới C đúng không? Như vậy từ A chúng ta là C. Tại vì AC vuông BC các em. Cho nên cái góc này là góc 30 độ nè. Nó cho em góc này để em tính cái thằng AB phẩy không em. Em sẽ có AC mà chia AB phẩy nó phải bằng sin 30. Từ cái cơ sở này á chúng ta sẽ gánh được AB phẩy là bằng AC chia sin 30 và chia 1 phần 2. Mà AC là căn 3 thì cái này là 2 căn 3. AB phẩy là 2 căn 3. Từ đây chúng ta sẽ tính được BB phẩy các em, đó là chiều cao. Mục đích cuối cùng là tính BB phẩy thôi. AB là K2, Pythagore ra BB phải. Căn của 2 căn 3 tất cả bình trừ 2 bình rồi. 12 trừ 4 là căn 8 thì là 2 căn 2. Từ đây tính được thể tích luôn. Base nhân 2. Base là 1 phần 2 nhưng tích hai cạnh góc vuông là căn 3 nhân 1. Nhưng chiều cao là 2 căn 2. Cho nên đáp án là căn 6 luôn. Câu 2. Câu khá hay nha. Rồi. Chúc em sẽ làm tốt. Bye bye.